bướm ngày là các loài côn trùng nhỏ biết bay hoạt động vào ban ngày thuộc bộ cánh vẩy lepidoptera có nhiều loại ít màu cũng có mà sặc sỡ nhiều màu sắc cũng có thường chúng sống gần các bụi cây nhiều hoa để hút phấn hoa mật hoa góp phần trong việc giúp hoa thụ phấn bướm ngày nhiều khi gọi tắt là bướm hay bươm bướm mặc dù bướm có thể chỉ đến bướm đêm bướm ăn gì để sống bướm là loài côn trùng ẩn giấu nhiều điều thú vị trong vòng đời. Quá trình sinh trưởng và phát triển của loài bướm là một vòng tuần hoàn khép kín, trứng ấu trùng sâu bướm nhộng nhộng tạo kén bướm. Các loài bướm ở giai đoạn trưởng thành có thể sống từ một tuần đến gần một năm. Chúng giao phối, đẻ trứng và lại bắt đầu một vòng đời mới. Ấu trùng của bướm ăn vỏ trứng ngay sau khi nở, sâu bướm ăn lá cây để sống, nhộng thì không ăn gì, còn những con bướm thường dùng vòi dài hút mật hoa để sống sự thật đơn giản vậy ai cũng bướm ăn gì để sống